Và nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước trong suốt 113 năm. Tuy nhiên thì không phải tất cả đều yên nghỉ ở nghĩa trang Hàng Dương này. Nghĩa địa thứ nhất được thành lập cạnh bên khu biệt lập Chuồng Bò, ngày nay có tên gọi là Di tích Bảy Sợ Người. Sau đó thì thực dân Pháp họ mới mở nghĩa địa Hàng Keo. Nó ngập ngay mé biển, kéo dài từ trước chuồng cọp Pháp cho đến mũi Lò Vôi. Thì ước tính họ đã chôn ở đó khoảng từ 8 cho đến 10 ngàn người. Nhưng mà sau ngày giải phóng mình tìm chưa được 100 bộ hài cốt và quy tập về khu D của nghĩa trang Hàng Dương, tức là phía sau của sân hành lễ này. Là bởi vì khoảng năm 1940, năm 1941 thì nghĩa địa Hàng Keo hầu như đã chặt chỗ rồi. Thực dân Pháp họ mới mở nghĩa địa Hàng Dương. Nhưng khi mở ở đây, họ cho xe đến đó sang bằng toàn bộ mồ mã hết, giống như là xóa đi vết tích vậy. Chính vậy mà sau ngày giải phóng mình tìm rất ít hài cốt. Năm 1992 thì nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo được khởi công trùng tu và tôn tạo lại. Thì để cho dễ dàng quản lý cũng như chăm sóc các mộ phần nơi đây, mình mới phân định ra làm 4 khu. Đó là khu A nằm trên một đồi cát cách đây khoảng hơn 200 mét nữa. Thì đa số các phần mộ đó là yên nghỉ trước năm 1945. Và nơi đó có phần mộ tiêu biểu của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Và khu B thì đa số các phần mộ này là yên nghỉ từ năm 1945 cho đến năm 1960. Và nơi đây thì có phần mộ tiêu biểu của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Võ Thị Sáu, Cao Văn Ngọc, Lưu Chí Hiếu. Khu C cách một hồ nước ạ. Nơi đây thì có phần mộ tiêu biểu của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Lê Văn Việt, Huỳnh Tấn Lợi, Trần Thị Thanh. Còn khu D là khu mộ quy tập ha. Nơi đó thì có phần mộ tiêu biểu của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Trần Văn Thời. Và lại khu D là khu mộ quy tập từ ở bên Hòn Cao hay là Hàng Keo. Chính vì vậy các phần mộ ở đây nó nằm ngay hàng thẳng lối. Còn lại các khu như là A, B, C thì khi mà đầu mình đi thắp hương mình sẽ thấy các phần mộ ở đây quay tứ hướng luôn. Là bởi vì khi mà chúng ta phát hiện vị trí địch họ chôn tư thế như thế nào, chúng ta cho ốp đá dựng bia luôn, không sửa đổi gì hết. Với lại là nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo khác hẳn với so với các cái nghĩa trang liệt sĩ trong nước ta. Ở đây thì cô chú anh chị nhìn thấy mình không xây theo hình thức phô trương mà phải hài hòa với cảnh trí thiên nhiên và gây ấn tượng là tưởng niệm sâu lắng. Thì ước tính trong suốt 113 năm tại nhà tù Côn Đảo thì có khoảng 20.000 người đã yên nghỉ tại đây. Nhưng mà cho đến hiện nay thì chúng ta chỉ tìm và xây những mộ chí như thế này chỉ có 1.921 ngôi mộ mà thôi. Nhưng mà trong con số này thì số phần mộ mà chúng ta biết được tên tuổi và quê quán chỉ có 713 ngôi mộ. Còn lại là khuyết danh hoặc là bị vùi lấp trong lòng đất mà chúng ta tìm không thấy dấu vết. Và ở đây đấy thì ngày đó phải nói là họ chôn tù vô nhân đạo kể cả thực dân và đế quốc. Mỗi khi mà có tù nhân chết thì nếu mà ai may mắn lắm thì mọi người đó được an táng bằng hai chiếc bao bàn. Đó là một chiếc là chùm từ trên đầu xuống, một chiếc chùm từ dưới chân chùm lên, cột lại bằng vài sợi dây gừng, sau đó đưa ra nghĩa địa này đào một hố sơ sài vùi lấp xuống. Thậm chí có những phần mộ thì còn may mắn nữa là họ sẽ cắm cho được một cái cọc gỗ và đính một miếng nhôm rất là nhỏ nha, khoảng từ 2 đến 3 cm, ghi vắn tắt số tù và ngày quá cố, không ghi tên tuổi và quê quán gì hết. Mà cọc rổ và mảnh nhôm này qua một ngày vài ngày sau thì trâu bò nó lên đây nó dẫm đạp coi như là mất hết dấu vết đi. Chính vì vậy phần mộ mà chúng ta biết được tên tuổi và quê quán rất là ít. Thì trong nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện nay có 1.921 ngôi mộ, mình không thể nào thắp hương hết. Năm 2005 nhà nước ta đã cho xây dựng khu hành lễ với thiết kế cách điệu từ hình thái các nấm mồ bên trong nghĩa trang Hàng Dương này và với ý nghĩa tượng trưng là bia mộ lớn, mình sẽ đến đây mình thắp một nén hương chung, rồi sau đó thì có lẽ đầu mình sẽ sang bên khu B để mình thắp hương. Em xin đứng mời đầu mình. Nhà cao là 21,6 m. Tấm bia này là tấm bia cuối cùng mà người tù Lập mình còn giữ lại cho chị. Tấm bia bên đây là của vợ chồng tỉnh trưởng Tăng Tư Lập. Tấm bia bên trên là của quốc gia. Thì trong ba tấm bia này mình để ý giùm em hai tấm bia bên dưới ghi chị hy sinh ngày 23 tháng 12 năm 1952. Nhưng mà tấm bia bên trên ghi chị hy sinh vào ngày 23 tháng 1 năm 1952. Ở đây có sự sai lệch về ngày tháng. Là bởi vì ngày đó tù nhân chỉ nhận tin từ một anh vội. Thực dân Pháp đưa một người con gái ra xử bắn. Xử bắn chị xong 3 ngày đã đến Tết. Mà người Việt mình toàn bộ sử dụng ngày ăn. Thì trước Tết như vậy chỉ có tháng 12 thôi. Mới ghi là ngày 23 tháng 12 năm 1952. Khi Tăng Tư lập bia cho chị cũng căn cứ theo cái ngày người tù lập và ghi luôn. Nhưng mà sau ngày giải phóng, mình có tìm được một quyển sổ kiểm soát tử của thời thực dân Pháp. Trong này họ ghi rõ ngày giờ xử bắn chị. Đó là xử bắn chị vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952. Nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão.
Ở đây thì chị Võ Thị Sáu thì sinh năm 1933 trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Bà Rịa Vũng Tàu. Chị tham gia hoạt động cách mạng rất là sớm ạ. Năm 14 tuổi thì chị đã gia nhập vào đội công an xung phong quận Đất Đỏ. Được giao nhiệm vụ là diệt ác trừ gian bảo vệ dân làng. Và nó là các cái nhiệm vụ hay là công tác gì bất kể nha, mà giao cho chị đều hoàn thành một cách xuất sắc hết. Nhưng mà không may là chị béo mất vào năm 1950 là trong cái trận là ném lựu đạn diệt cả đai và cả xuống. Thì có một quả lựu đạn nó không nổ, chị mới sa vào tay địch. Thì bắt được chị, họ dùng đủ mọi cực hình để mà tra tấn nhưng không khai thác được gì hết. Sau đó họ mới đưa chị về giam ở khám Chí Hòa và mở một phiên tòa đại hình của giặc Pháp. Thì tại phiên tòa đó chị đã khẳng định với họ rằng là yêu nước chống thực dân đó không phải là tội. Còn tên quan tòa đó rung chuông ngắt lời không cho chị nói nữa và kết án tử hình. Kết án xong họ chưa đưa chị ra xử bắn vì là do sức ép của dư luận lên án. Bởi vì lúc bấy giờ chị mới 17 tuổi thôi, chị chưa đến tuổi thành niên mà. Họ buộc lòng họ phải giam chị 2 năm nữa tại khám Chí Hòa. Cho đến tháng 1 năm 1952 thì lúc bấy giờ chị đã bước sang tuổi đời 19 rồi. Họ mới đưa chị ra Côn Đảo xử bắn, không xử bắn chị trong đất liền. Thì chiều ngày 21 là họ đã đưa chị xuống tàu cùng với hơn 40 tù nhân nữa. Đến rạng sáng ngày 22 thì chiếc tàu đã cập vào Vịnh Côn Sơn rồi. Thì chúa đã sắc tia này mới xuống cầu tàu và ra lệnh đưa Võ Thị Sáu về giam riêng biệt ở Sà Linh, Sở Cò. Nó không giam chị chung với tất cả các phòng giam khác mà. Nhưng mà theo lời anh Bồi đó mới kể lại nữa đó là đêm hôm đó chị không ngủ mà chị thức trắng cả đêm luôn. Chị thức chị hát những bài hát hào hùng của cách mạng như bài Lên Đàn, Cùng Nhau Đi Hùng Binh, Tiếng Quân Ca. Cũng trong đêm hôm đó thì hàng ngàn trái tim của những người tù ở banh 1, banh 2 thổn thức suốt đêm với cái tin ngày mai thực dân Pháp đưa một người con gái ra tử bắn. Đến 4 giờ sáng đó, thì chủ sở tò đó mới đưa chị lên văn phòng giám thị trưởng để làm thủ tục thi hành án. Thì sau khi mà thủ tục này thì xong hoàn tất hết, có một cha cố đến nói với chị là bây giờ con hãy quỳ xuống đi, cha rửa tội cho con. Chị đã gạt phất lời cha cố này. Chị nói tôi không có tội. Nếu mà cha mà muốn rửa tội, hãy rửa tội cho những kẻ sắp hành hình tôi, thì những kẻ đó mới là người có tội đó. Cha nên rửa tội cho những kẻ đó đi. Thì lúc bấy giờ những tên đau khổ mới đưa chị ra nơi hành hình. Khi đến nơi đó, cánh án hỏi chị lần cuối cùng là có yêu cầu gì trước lúc chết hay không. Chị trả lời cho nó là tôi chỉ yêu cầu đừng bịt mắt tôi, hãy để đôi mắt tôi nhìn quê hương và đất nước tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi có đủ can đảm để nhìn vào họng súng của các người. Nói xong một cái chị bắt đầu chị hát tiếng hát. Chị hát bài Tiếng Quân Ca. Chị hát say sưa luôn. Chị không cần nghe tên chánh án đọc lệnh thi hành án đối với chị. Đến khi là chị nghe cái tên đội trưởng nó mới thét lên là mục tiêu chuẩn bị. Thì lúc bấy giờ chị mới dừng hát lại và chị thét lại họ. Chị nói là đã đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Thì chính tiếng thét của chị đã làm cho những tên đau khổ này trùng tay súng. 7 tiếng súng khô khốc nổ ra chịch trọt luôn. Chị vẫn hiên ngang đứng đó thôi. Chị trừng mắt nhìn chúng một cách ngạo nghễ luôn. Còn tên đội trưởng thì không tổ chức lọc bắn thứ hai, mà y ta đã lầm lũi tiến đến ghi súng vào mang tay của chị bất ngờ. Lúc bấy giờ chị đã anh dũng hy sinh. Và chị là nữ tử tù chính trị đầu tiên và duy nhất bị thực dân Pháp đưa ra Côn Đảo xử bắn. Nhưng khi xử bắn chị xong mà không có một chế độ ưu đãi nào đâu. Cũng giống như bao số phận của tù nhân khác thôi, đưa ra nghĩa địa này vùi lấp xuống. Nhưng mà ngay đêm hôm mà xử bắn chị đó, thì kiếp tù làm ở tờ hồ ở Côn Đảo đây, làm cho chị một tấm bia bằng xi măng. Sáng hôm sau thì Dusty biết được cái tin này, y ta cho tay chân ra đây đập nát tấm bia này, cào bằng ngôi mộ luôn. Nhưng mà sáng hôm sau lại có một cái tấm bia khác vẫn được dựng lên như cũ, còn ngôi mộ của chị được đắp cao hơn hôm trước nữa. Rồi Dusty nói rằng chị có kiếp tù làm tờ hồ thôi, không có đủ vật liệu để làm những tấm bia như thế này. Đó, thế là y ta cho tay chân mang những bó vôi may đến kiếp tù làm tờ hồ này nè. Lôi từng người ra đánh đập điều tra nhưng không ai khai báo hết. Và họ cũng không sao hiểu được nha. Có thể hôm nay mà họ cho tay chân ra đây đập bia phá mộ của chị thì một vài hôm sau thôi lại có một cái tấm bia khác vẫn được dựng lên như cũ. Thì cứ thế mà làm lên. Và họ mặc ai đó có một cái trường hợp mà ngày đó người ta không ai giải thích được hết. Đó là những ai mà nhận lãnh nhiệm vụ trực tiếp ra đây đập bia phá mộ của chị thì đập xong một cái về nhà bắt đầu khùng khùng đi đi, hoặc là đang sống thì ngã đùng mà chết. Ngày đó không ai lý giải được hết, mà người ta cho đó là sự trùng hợp. Rồi á, thì những việc như thế còn người ta còn lan truyền rằng là chị đã hóa thân vào những cái dương ở đây. Chị đi ra và trừng trị bằng cổ những cái tên nào gây nhiều nợ máu đối với tù nhân. Thì từ những tin như vậy làm cho cái một trật tự trên đảo này họ khiếp sợ. Không ai dám tới lui tới đây đập phá ngôi mộ của chị. Và phần mộ của chị tạm được yên ổn. Rồi dần dần những cái lời thề, thay vì mỗi lần thề thốt là đưa
trời đất quỷ thần có chứng giám thì đều được thay thế bằng trị sáu chứng giám. Lời thề này ứng từ thời thực dân Pháp tới tận sang thời Nguyễn Huệ và đến cả chúa đạo luôn. Năm 1960 ạ, Tăng Tư được cử ra Côn Đảo nhận chức phó tinh trưởng trong coi bề mặt Nội An. Một vài tháng sau á, vợ của ông là bà Phùng Thị Điểm cũng có mặt trên đảo đây. Vợ chồng ông phải nói khi ra đến đây nghe kể rất là nhiều điều linh thiêng về chị Sáu. Thì giờ chồng Tăng Tư đã ra đến phần mộ chị thắp hương khấn vái và thậm chí là xin lập bàn thờ đưa về trong nhà thờ và xem đây là một vị thần hộ mệnh của ông ta. Và Tăng Tư thờ chị Sáu từ đó cho đến ngày hôm nay thì trong nhà Tăng Tư vẫn còn thờ. Và Tăng Tư vừa mất vào ngày 31 tháng 7 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến năm 1964 đó, lúc bấy giờ Tăng Tư được thăng chức làm tỉnh trưởng rồi, ông mới cho vợ về Chợ Lớn đặt một tấm bia khắc một dòng chữ rất là trịnh trọng, đó là Liệt Nữ Võ Thị Sáu. Trên tấm bia này cô chú anh chị nhìn thấy có một cái vết nứt chảy dài từ trên này xuống là sự kiện của năm 1973. Thì khi mà vệ được cử ra Côn Đảo nhận chức lần thứ hai, việc đầu tiên mà vệ làm đó là hạ uy thế của tù chính trị. Vệ mới mở cái chiến dịch gọi là Thanh Trừng Bia Mộ Cộng Sản. Thì vệ mới cho tay chân ra nghĩa địa Hàng Dương này, đập phá toàn bộ bia mộ nào mà vệ nói là mộ của Cộng sản. Kể cả là phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cũng bị đập phá luôn. Nhưng khi đến mộ của chị Sáu không ai dám động nó hết. Lúc bấy giờ vệ mới treo một cái giải thưởng, vệ nói rằng ai dám đập mộ Võ Thị Sáu được nhận tiền thưởng này. Thì lúc bấy giờ có một cái tên tù hình phạm tên là Sướp, y ta mới nhận tiền thưởng này và lãnh nhiệm vụ ra đây đập bia phá mộ của chị. Thì chiều hôm đó tên Sướp này say rượu rồi, cầm búa đi thẳng xuống đây, giơ búa đập một nhát trúng vào tấm bia này, chính là cái vết nứt này. Mà vừa đập xong một cái, coi như không biết chuyện gì đã xảy ra, tên Sướp này quăng búa tại chỗ và chạy một mạch về kè đá trước mặt tiền cung luôn. Mà vừa chạy tên này vừa la thất thanh giống một kẻ mất trí điên loạn. Không những thế đâu, đêm hôm đó tên này la thét gào khóc suốt cả đêm. Đến sáng thì người ta không nghe tiếng la của tên này và phát hiện tên Sướp nó nằm chết ở ngoài này. Ngày đó người ta lan truyền rằng là do cái tên này nó dám hỗn láo với chị Sáu cho nên bị chị về trừng trị. Còn có một số người người ta không tin thì người ta cho rằng có thể là do cái tên này nó uống rượu say đã nằm ngoài này trúng gió chết. Hãy nói là kể từ ngày chị Anh Dũng hy sinh, có rất là nhiều câu chuyện đi góp phần làm nên huyền thoại của chị. Mà trong cái chương trình tham quan của đoàn mình thì nói chung thì cũng không có nhiều thời gian, em cũng không sao kể hết. Thì có gì thì em cũng kính mời là cô chú cùng anh chị mình sẽ tham khảo qua sách báo thêm. Và dỗ chị thì vào ngày 23 tháng 1 hàng năm, chính quyền cùng với nhân dân ở trên đảo này đều tổ chức lễ dỗ cho chị rất là trang trọng. Và xem đây là lễ dỗ của một người thân trong gia đình. Ở trên Côn Đảo thì có hai người phụ nữ mà được người dân ở đây thiên hóa là hai nữ thần bảo hộ cuộc sống muôn mặt cho người dân. Ở đây đó là bà một là bà Hoàng Phi Yến, là vợ thứ của chú Nguyễn Ánh, hai là chị Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu cũng như là nghĩa trang Hàng Dương mình đã viếng xong rồi, vậy thì còn đến An Sơn Miếu, tức là nơi thờ thứ Phi Hoàng Phi Yến. Và em xin kính mời đoàn mình thắp hương rồi sau đó mình sẽ đi ra xem mình đi tiếp.